ngày 30, ngày mùng 3, ngày 31 tháng 8, bà Vương Kim Thanh ở Mỹ gửi 24 triệu đồng. Ngày mùng 6 tháng 9 có bà An Phạm ở Mỹ gửi 24 triệu, và tổng cái khoản mà cháu Lực nhận được ở cái kênh bản em là 16.165.796.000. Đấy. Đấy là cái kênh, nguyên cái kênh của anh nhận được nhá. À, đây là kênh của anh nhận được là 165.796.000. Đấy. Và trong đó thì kênh Hoa Cải Vàng là kênh của anh Trình là gửi cho anh là 55.445.000 đồng. Con xin cảm ơn các ông các bà đã gửi tiền lên bao cháu làm đường ngôi nhà rất là đẹp. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô, chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh nhà bạn em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô, chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô, ba, anh chị và khán giả đang theo dõi trên kênh nhà bạn em. À, thưa cô, ba, anh chị, hôm nay thì mọi việc của trên nhà em xử tất cả mọi cái thì cũng đã làm xong xuôi mọi cái rồi. Hay còn là một cái vấn đề quan trọng nữa là cái vấn đề mà công khai tài chính của bác ạ. Hôm nay thì bao cháu cũng đã ở trong nhà hết rồi thì cháu Lực sẽ đi vào và công khai tài chính của bác ạ. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì vừa rồi thì cháu Lực lên thì cháu Lực cũng có mua thêm là một con ngan với lại thêm một chút nữa. Để tối nay thì mấy ông cháu là sẽ cùng nhau vào ăn cơm luôn. Đấy, bây giờ thì trước khi là đi vào nấu cơm thì cho chắc là cho nó xin được phép là công khai cái phần khoản tài chính trước của bác nhé. Vừa rồi thì lên thì cũng có mua thêm một ít chè nữa. Có này thì vừa rồi bị đổ sao làm cốc chè tí để nhỉ cho nó đỡ nắng lắm đây sử. Hôm nay thì cả nhà đi đâu làm gì? Đây Hải. Rồi đây, còn đây của ông này. Đây, đây, nhiều của sử này. Đây của Hải này. Đây, anh em mình làm cốc chè đó nhỉ. Rồi thì anh em mình đây ông Hải bóc cho ông Hải chè này thì vào cái mùa hè này ăn rất là mát của bác ạ. Hôm nay thì ở nhà mình làm cái gì sử ngày hôm nay ấy? Đi trên đường đâu đốt ra cái rơm nhỉ. Thế là đã đốt xong nhá. Xong rồi. Xong ạ. Thế hôm nay em Hải có đi đi cùng không? Em nhà chân châu thôi. Nhà chân châu à? Thế còn là vẫn là đốt ai rồi? Em chỉ giải tải. Thế là ông là cũng là đi à? Là mà thế là sử là đi một nơi là ông đi một nơi à? À xin mời tất cả các bác ăn chè nhá các bác nhá. Hai đứa con gì chè thì hai mấy anh em mình thì ăn khá là nhiều lần rồi nhỉ. Còn mỗi ông là ông thì ăn ít thôi, mấy anh em thì ăn đi vào chợ thì cũng ăn được khá là nhiều lần chè rồi cô ba. Tí nữa thì mấy anh em mình ăn xong chè rồi thì anh em mình đi đóng cái biển kia một chút đó nhá, được nhá. Hôm nay thì cháu Đức cũng đã đem sổ lên để mà công khai cái phần khoản tài chính của nhà bao cháu bác ạ. Trong khoảng thời gian qua thì cũng xin thưa là phải nói là hẹn các bác
cũng khá là lâu. Thì đến thời điểm hiện tại thì đã được người đi vào và công khai nữa. Đây tí anh em mình để ra vào đấy. Cái phần về cái khoản mà nhận tiền như cô bác nhận được bao nhiêu thì cho lúc cũng đã trước khi đi vào nhà thì cho lúc cũng đã công khai lên khá là nhiều lần rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì có thể nói là cái thước phim này sẽ là cái thước phim mà cuối cùng anh công khai tài chính của nhà hai em nhé. Đấy, thước bác lên hầm lên chơi hầm cuối cùng đây có thể lên bản này đưa lá cho ma bay à ma bay à. Đấy, em nói công khai rằng tức còn cái lời người mắc cái tờ ta là nó xin về cẩn thận lắm đấy thế là công khai cân hay và ở đây thì hai em thì cũng đã hiểu được rằng là cái ngôi nhà của các em thì tất cả mọi cái thì nó là gồm cái công sức của anh với lại của bạn của anh Trình rồi đấy là hai anh với lại anh Trình là lên chia sẻ thì được các bác gửi cho chứ không phải là ngôi nhà này là được bên là chính quyền người ta tài trợ cho đâu nhá. Đấy, ông thì có thể là anh đã từng nghe là người ta nói về anh rồi là đi ra ngoài kia người khác hỏi ông ấy, hỏi ông thì ông trả lời rằng là cái ngôi nhà này là nhà nước làm cho. Đấy, ở đây thì không phải là nhà nước nhá, không phải là chính quyền nhá, mà là rất là nhiều các bác ông bà cô chú anh chị yêu quý các em cũng như là ba ông cháu thì là mỗi người gửi cho các em một ít để mà hoàn thiện cái ngôi nhà hiện tại như bây giờ. Đấy, còn là bây giờ thì cháu Lực cũng xin phép là tiếp tục là công khai thêm một lần nữa về cái khoản mà cháu Lực đã nhận là bao nhiêu cô bác nhé. Hay còn là những cái phiếu này là cái phiếu mà lấy vật liệu vào. Vật liệu vào thì anh lấy là 4 lần thì là sẽ có gồm có 4 tờ cô bác nhé. Hay còn là về những cái phiếu này thì khi mà một tí nữa cháu Lực về thì cháu Lực chỉnh sửa video thì cháu Lực sẽ bỏ lên trên cái góc màn hình để cho các bác cùng nhìn nhìn rõ hơn. Đấy, và cả là cái khoản mà cháu Lực nhận được các bác nhận được bao nhiêu ấy, các bác gửi cho là bao nhiêu, có từng bác nào thì cháu Lực sẽ gửi thêm sau. Bây giờ thì cháu Lực xin được phép là thông qua cái quý của nhà ba ông cháu một chút các bác nhá. Đấy, bây giờ thì anh sẽ thông qua thêm một lần nữa nhá. Nên làm tóc quá nhiều mới dẻo. Ông thì không biết nghe tiếng phổ thông của bác, cho nên là cháu Lực với lại em Sử với lại em Hải thì sẽ truyền đạt bằng tiếng phổ thông sau. Trước khi mà cháu Lực vào ghi hình nhà ba ông cháu thì đến cái thời điểm mà ngày 7 tháng 7 thì cháu Lực bắt đầu là nhận cái tiền quý, nhận cái tầm cái phần khoản mà các bác gửi cho để mà để vào quý để làm nhà ấy của bác. Thứ nhất thì là ngày 7 tháng 7 thì có Nguyễn Thị Quế ở Thanh Hóa là gửi là 300.000 và trong đó đi cho anh là 100.000. Và ngày 7 tháng 8 thì có bà Lương Thị Hợi ở Đống Đa Hà Nội là 400.000. Ngày 10 tháng 7 thì có bác Kim Hoàng ở Mỹ gửi 11.750.000. Ngày 10 tháng 7 thì có bác giấu tên là gửi là 300.000 và trong đó đi cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 100.000. Ngày 11 tháng 7 thì có bà An Phạm ở Mỹ gửi 4.600.000. Ngày 28 tháng 7 thì có bác Lý Thị Nhung gửi 500.000. Ngày 10 tháng 8 thì có bà Duyên ở Úc gửi 1.000.000. Ngày 7 tháng 8 thì có bà Vương Kim Thanh ở Mỹ gửi 4.670.000. Ngày 9 tháng 8 thì có bà Bảy ở Đồng Nai 500.000. Ngày 23 tháng 8 thì có bác Xuân Vũ ở Úc 5.000.000. Ngày 23 tháng 8 bà An Phạm ở Mỹ 1.775.000. Ngày 25 tháng 8 thì có bác Cindy Lê ở Mỹ gửi 10.000.000. Ngày 29 tháng 8 bà Phạm Thị Tuất gửi 1.000.000. Ngày 29 tháng 8 có bác Lê Đi Vũ ở Mỹ 1.198.000. Ngày 30 tháng 8 thì có bác Trần Thị Tiên ở Mỹ 11.750.000. Ngày 30 tháng 8
có anh Trần Thanh ở Mỹ, 11.750.000 ngày 30 tháng 8. Có bà Dương Mỹ Dung ở Mỹ, 4.700.000 ngày 30 tháng 8. Thì có cô Minh gửi 2 triệu đồng ngày 30, ngày mùng 3, ngày 31 tháng 8. Bà Vương Kim Thanh ở Mỹ gửi 24 triệu đồng ngày 29, ngày mùng 2 tháng 9. Có anh Đông Hải Dương gửi 500.000 ngày mùng 6 tháng 9. Có bà An Phạm ở Mỹ gửi 24 triệu ngày mùng 7 tháng 9. Có cô giấu tên Sơn Tây Hà Nội 400.000 đồng, và trong đó cho Lực làm chi phí đổ xăng đi lại là 100.000 đồng. Ngày mùng 10 tháng 9, bà Đinh Thị Yếu 1.195.000 ngày mùng 10 tháng 9. Có bác Nguyễn Hải ở Mỹ 2.100.000 ngày mùng 14 tháng 9. Có bà Nguyễn Thị Huệ Khánh ở Mỹ 2.408.000 ngày mùng 2 tháng 9. Có chị Trần Đỗ Giáng My ở Hồng Kông là 20 triệu đồng ngày mùng 5 tháng 10. Có bà Diên 300.000 ngày 17 tháng 11. Có hai chị Nguyệt Thúy ở Mỹ là gửi 10 triệu đồng ngày 11 tháng 11. Bác Hồng ở Úc gửi 8 triệu đồng, và trong đó thì bác có gửi cho Lực riêng là 1.700.000 để làm cái phí đổ xăng đi lại. Và tổng cái khoản mà chấm Lực nhận được ở cái kênh bản em là 16.165.796.000 đấy. Đấy là cái kênh, nguyên cái kênh của anh nhận được nhá. À, đây là kênh của anh nhận được là 165.796.000 đấy. Và trong đó thì kênh Hoa Cải Vàng là kênh của anh Trình là gửi cho anh là 55.445.000 đồng. Đấy, thì tổng cả hai kênh thì anh nhận được là 221.241.000 đồng. Đấy là cả hai kiểu kênh mà hai kênh nhá. Đấy, đây là cái khoản mà bạn Trình Hoa Cải Vàng là chuyển cho Lực là 55.445.000, và thêm là cái khoản là cái khoản phần trả công thợ ấy, thì là bạn Trình là bạn ấy gửi cho mấy anh em thợ. Thì cô bác cũng đã theo dõi được rằng là bạn Trình đã gửi lên rồi, và trước khi mà cháu Lực tìm thợ ấy thì làm hợp đồng ấy, thì cháu Lực cũng đã gửi cho mấy anh em thợ là 5 triệu trước rồi. Đấy, và cháu Lực xin được nhắc lại thêm một lần nữa các bác nhé. Tổng kênh của cháu Lực nhận được là 165.796.000, và kênh của Hoa Cải Vàng chuyển cho cháu Lực thêm là 55.445.000 đồng. Thì tổng cháu Lực nhận là 221.241.000 đấy. Đấy, còn cái khoản này là cái khoản mà anh nhận được nhá. Đấy, khoản nhận được để anh làm nhà. Thì một tí nữa cháu Lực về, khi mà cháu Lực chỉnh sửa video quá, cháu Lực sẽ ghim lên trên màn hình là một cái khung hình nhỏ cho các bác cùng xem là cái khoản cái bác có bao nhiêu các bác gửi cho cháu Lực các bác nhá. Và bây giờ cháu Đức sẽ xin được phép là thông qua cái khoản mà trong thời gian vừa rồi cháu Đức làm nhà của bao cháu, cháu Đức đã chi hết là đi bao nhiêu cô bác nhá. Ở đây thì anh chi từ cái lúc mà ngày 31 tháng 8 là hôm anh em mình bắt đầu đào cái nền nhà này này. Đấy. Còn những cái phiếu này sẽ là cái phiếu mà cháu Đức lấy vật liệu của bác này. Một tí nữa thì khi mà cháu Đức đem cháu Lực chỉnh sửa video rồi, cháu Lực sẽ bỏ cái phiếu này lên trên cái góc màn hình để cho cô bác cùng nhìn cô bác nhé. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được phép là thông qua cái khoản mà cháu Lực đã chi cô bác nhá. Ngày 31 tháng 8 cháu Lực mua là 2 kg cá mắm là 140.000, và 7 kg thịt gà đóng lạnh là tổng tất cả là 560.000. Ngày 1 tháng 9 thì 2 cân cá mắm là 140.000. Ngày 14 tháng 9, 2 kg thịt lợn, 1 con gà là 460.000 đồng. Ngày 15 tháng 9, 2 kg, 2 cân cá mắm, 3 kg đậu và 3 kg gà đông lạnh thì là 500.000. Ngày 16 tháng 9, 2 kg thịt lợn là 260.000.
ngày mùng 17 tháng 10 thì bắt đầu là làm hợp đồng. Khi mà đi vào làm nhà của bác là cọc trước là 5 triệu đồng. Ngày mùng 18 tháng 9 mua nước là 100.000. Xong là ngày 22 tháng 9 thì bắt đầu là cháu được lấy vật liệu lên của bác ạ. Bắt đầu lấy vật liệu lên, lần đầu là thứ nhất là có gồm là một xe cắt xô bồ là 7 khối là 2 triệu đồng. Cắt xay một xe 7 khối là 3 triệu rưỡi. Cắt xô bồ một xe 7 khối là 2 triệu 500 ngàn. Cắt xay một xe là 7 khối là 3 triệu 500 ngàn. Đá xay 1-2 là một xe là 7 khối là 6 triệu 300 là 50 nghìn. Gạch đỏ là 6.000 nhân với lại 2.000 một viên là 12 triệu. Xi măng 4 tấn là 1 tấn là 2 triệu đồng và 4 tấn là 8 triệu đồng. Và sắt phi 14 là 32 cây nhân cho 245.000 là bằng 7.840.000. Sắt 8 là 50 kg là nhân với 18.500 đồng là 925.000. Sắt 6 là 50 kg nhân cho 17.500 đồng là 875.000. Đinh 5 cộng với đinh 7 là 10 kg là nhân cho 35.000 thì là bằng 350.000. Thép ly là 20 kg nhân cho 30 bằng 600.000. Và tổng cái chuyến vật liệu đầu tiên cho Đức lấy là 42.590.000. Ngày 22 tháng 10 thì là mua bạc là 600.000, thuê người chở xi là 500.000. Ngày 24 tháng 10 thuê người chở xi cộng lại mua bạc là 2 triệu đồng. Ngày 25 tháng 10 bảo dưỡng xe và ăn uống khi mà mấy anh em đi xuống huyện với cô bác là 700.000. Ngày 26 tháng 10 là đổ xăng, mua xăng để mà chở vật liệu ấy là 1.500.000. Ngày 27 tháng 8 thì mua gà cộng với là bao tải về nước thêm là cá mắm nước là 1.050.000. Ngày 29 tháng 10 thì là mua bao tải chở gạch với lại cộng thêm là 3 cái xẻng là 400.000. Ngày 29 tháng 10 là mua là thuê người chở gạch là 5 triệu đồng. Ngày mùng 3 tháng 11 là mua nước là 100 là 20.000. Cộng với lại mua ngan là 500, là hôm đấy là ăn cơm với lại đội thợ của bác, là hôm đội thợ là lên hôm đầu tiên. Ngày mùng 5 tháng 10 thì mua ống cộng với lại sàng lọc cát là 400.000. Ngày mùng 6 tháng 11 là mua nước với lại mua nước là 100.000 và trả tiền thuê chở cát là 5 triệu đồng. Ngày mùng 9 tháng 11 thì là mua bình nước hôm mà cho mấy anh em thợ là đựng nước là 55.000. Và mua ngan ngày mùng 9 tháng 11 thì là mua ngan ăn cơm với lại đội thợ là 400.000. Và mua thêm hôm đấy thì là mua thêm một cái máy khoan lên để cho anh em thợ là khoan tường để mà bắn rau là 1.600.000 là 30.000. Ngày mùng 12 tháng 11 thì là trả tiền vật liệu đợt 2 các bác, trả tiền vật liệu đợt 2. Đợt 2 thì cháu được lấy thêm là gạch là 8.200 viên nhân với lại 2.000 một viên là 16.400.000. Và sắt 6 là 30 kg là 17.500 đồng bằng 525.000. Cắt xay một xe 7 khối là 3.500.000. Cắt chắc một xe 7 khối là 4.500.000. Xi măng Tân Quang là 2 tấn là 4 triệu đồng. Và tổng mà cháu Lực trả tiền đợt 2 là 29, lấy vật liệu đợt 2 là 29.000.000 là 25.000. Ngày 13 tháng 11 thì là mua bao tải cộng với lại nước là 300.000 và thuê người chở gạch lần 2 là 6.500.000. Ngày 13 tháng 11 thì là mua ống nước nhà vệ sinh là 300.000. Ngày 17 tháng 11 là trả tiền cho anh em chở cát là 5 triệu đồng. Ngày 18 tháng 11 là mua nước cho anh em đội thợ là chở cát với lại đội thợ là xay là 200.000. Và trả tiền chở cát xay xe cuối là 5 triệu đồng. Ngày 19 tháng 11 thì là mua thịt cho anh em thợ là 2 cân là 260.000. Mua mũi khoan 6 là 80.000. Ngày 21 tháng 11 thì mua ngan ăn cơm đội thợ
là hôm mà đục máy của bác hoàn thiện đục máy ở trên này là 1 triệu đồng. Ngày 20 tháng 11 là bắt đầu là trả tiền vật liệu là đợt thứ 3 là xi măng túi trắng là 1 x 30 là bằng 30. Bệ xí với lại cộng thêm vòi là 1 là nhận bằng là 1 triệu 300 là 50.000. Gạch ốp tường là 17,30m là nhân 1 155.000 là bằng 2 triệu 335.000. Gạch ốp tường nhà vệ sinh là 10m nhân cho 145.000 là bằng 1 triệu 400 là 50.000. Gạch ốp nhà là 60m² nhân cho 125 là bằng 8 triệu 200 là 50.000. Tôn xốp hoa sen là 65m nhân cho 220.000 bằng 14 triệu 300 ngàn. Nóc 16m nhân cho 2 là nhân cho 2 250.000 là bằng 500.000. Ốp sườn là 3,5m là 2 tấm là nhân là 200.000 là bằng 400.000. Ốp sườn là 2,5m là 2 tấm nhân cho 180 là bằng 360.000. Sắt hộp là 4 x 8 là 4 cây là 250.000 là bằng 1 triệu đồng. Sắt hộp 5 x 5 là 10 cây là nhân cho 220.000 bằng 2 triệu 200 ngàn. Đinh vít là 2 túi nhân cho 35 bằng 70. Xi măng Tân Quang 6 tấn nhân 2 triệu là bằng 12 triệu. Gạch ốp tường, gạch ốp chân tường là 30m nhân cho 40.000 là bằng 1 triệu 2. Và trả tiền vật liệu đợt 3 là 45 triệu 445.000. Và thuê người chở gạch ốp là 2 triệu đồng. Thuê người chở xi là 1 triệu đồng. Mua bạt để mà che xi là 500 ngàn. Ngày 23 tháng 11 mua cá mắm cho anh em đội thợ là 180.000. Mua hoa quả với nước lên hôm anh em lập cái kẻo trên kia là 200 ngàn. Ngày 24 tháng 11 mua đinh vít cộng với sơn là 300 ngàn. Mua que hàn với lại đá cắt là thêm 300 ngàn nữa. Ngày 27 tháng 12 mua gà ăn cơm với đội thợ lập mái tôn xong là 400 ngàn. Ngày 3 tháng 12 thì lấy vật liệu vào là đợt thứ 4 là sắt 6 là 20kg nhân cho 19.000 bằng 380. Và đợt đấy thì là sắt là liên giá của bác ạ. Xi măng Tân Quang là 2 tấm nhân cho 2 triệu là bằng 4 triệu. Tấm lập Đông Anh Hà Nội là 30 tấm nhân cho 68 bằng 2.040.000 đồng. Tổng cái chuyến vật liệu đợt thứ 4 là 6.400 là 20.000 đồng. Ngày 4 tháng 12 thì thuê người chở 2 tấn xi là 300.000. Ngày 6 tháng 12 mua bạt cho anh em đội thợ hôm mà bị kẻ xấu phá hoại của bác là 300.000. Ngày 11 tháng 12 mua buồng rửa bát là 1.500.000. Mua buồng rửa tay là 500.000. Ngày 12 tháng 12 mua ống chữ V là 3 cái là 120.000. Mua đinh đóng Pro là 100.000. Và mua thêm một cái bóng đèn nữa là 90.000. Mua hoa quả nước cho anh em đội thợ lập mà Pro xong là 300.000. Ngày 13 tháng 12 thì mua thức ăn tổng kết là 500.000. Ngày 16 tháng 12 thì hôm đấy thì có bạn Trịnh lên trao cái tiền mà cho anh em đội thợ của bác là cùng anh em đội thợ đi xuống xá, là hôm đấy là mất đi là 1.500.000. Ngày 28 tháng 12 thì mua hà si làm sân một chút là 1.500.000. Ngày 3 tháng 1 năm 2024 mua bạt để mà che sơn nhà là 400.000. Mua nước cho anh em thợ sơn là 200.000. Ngày 14 tháng 1 năm 2024 thuê người chở cửa là 1.600.000. Ngày 19 tháng 1 mua nước cho anh em đội thợ lắp cửa ấy là 170.000. Ngày 20 tháng 1 mua ngan hoàn thiện khi mà anh em lắp xong cửa hoàn toàn hết là 630.000. Và cái số phần tiền cho lực trả tiền anh em thợ là ở đây là 18 cái phần
Cửa của bác, cửa thì 18 mét, 18m39m2 nhân cho 1.550.000 là bằng 28.000.000 là linh 4.000. 5.76 mét. Cái xác nhỏ ở bên này này cô bác này, là mỗi mét là 400.000 thì là nhân là 2.304.000 và tổng cho lực trả tiền cửa là hết là 30.808.000. Cái phần cửa này thì khá là đắt cô bác ạ. Cửa này thì cũng khá là đẹp đấy cô bác ạ. Ngày 21 tháng 1 thì là mua 2 bộ giường là 6.000.000 đồng. Ngày 26 tháng 1 thì mua đồ để làm điện nước là 3.900.000 là 2. Ngày 27 tháng 1 thì trả tiền anh em làm hoàn thiện cái phần điện nước là 2.000.000 đồng. Hãy đi tổng cái số tiền mà cho lực đá chi đi của nhà em Sử là 226.400.000 là 15.000. Và trong đó thì là tổng cho lực nhận được hai kênh là 221.200.000 là 41.000. Và trong đó thì là còn âm là 5.174.000. Đấy, còn âm 5.174.000. Cái khoản đó thì được là hai chị Nguyệt Thúy là giúp cho cháu lực để mà giảm cái phần khoản đó rồi cô bác ạ. Phải nói là rất là cảm ơn hai chị Nguyệt Thúy đã hỗ trợ cháu lực giảm cái phần khoản điện nước cô bác nhá. Đấy. Ở đây thì cho anh bệnh vừa nãy thì chắc là ngồi nghe anh đọc thì cũng buồn ngủ đấy nhỉ? Thỏ có buồn ngủ không? Có lắng nghe không? Có. Lắng nghe từng chút là cháu được từng chút là anh chi tiêu những cái món vật dụng gì nhá. Đấy, tổng cái phần chi tiêu là hết 226.400.000 là 15.000. Đấy. Trong đó thì là kênh của anh với lại kênh bản trình thì anh nhận được là tổng tất cả hai kênh là 221.200.000 là 41.000 đồng. Đấy, còn âm là 5.174.000. Trong đó thì là được là hai chị Nguyễn Thúy là giúp đỡ anh trả cái phần hoàn thiện xong đó rồi. Đấy, coi như là làm nhà các em xong thì cũng không có còn âm và còn dư nữa, thì là vừa đủ vừa khít thường khỉ luôn. Đấy, như các em thì cũng biết là cái lúc mà bắt đầu làm nhà em thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn đúng không? Đấy, nhưng mà thời điểm hiện tại thì tất cả khó khăn đó thì là đều bị anh em mình nó đánh bại hết rồi. Đấy, hoàn thiện lên một cái ngôi nhà ở đây thì nó là một cái minh chứng và một câu trả lời mà người ta bảo là không có cái gì mà gọi là khó khăn cả, chỉ sợ là lòng mình không bền thôi. Đấy. Bây giờ thì cháu Lực xin được phép là cất gọn thôi cô bác nhá. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã công khai lên hết rồi. Đấy, thì một tí nữa cháu Lực sẽ đi về và chỉnh sửa video, cháu Lực sẽ để ở trên góc màn hình cho tất cả các bác cùng nắm rõ hơn về cái khoản mà cháu Lực đã chi và cái khoản mà cháu Lực đã nhận được bao nhiêu cả. Ở đây thì khi mà anh đọc cái khoản tiền của nhà ba các em, nhà ba cháu thì hai em thì có nghe thấy là cái số tiền rất là lớn không? Có. Còn chưa tính đến cái số tiền mà mình mua bàn ghế, mua tivi này, mua tủ lạnh này, cái khoản đấy là được các bác là giúp đỡ sau. Đấy. Ở đây thì cháu Lực cũng xin được thay mặt là bao cháu gửi một lời cảm ơn tới tất cả các bác mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã cùng nhau chung tay giúp đỡ bao cháu để thời điểm hiện tại bao cháu có một cái ngôi nhà đẹp như vậy. Như ở đây thì thời gian qua thì các em cũng biết rồi, có lẽ là cái thước phim hôm nay là cái thước phim mà thước phim cuối cùng thì nó không phải là thước phim cuối cùng. Đấy, anh vẫn còn lâu lâu anh lên với các em thêm một lần nữa. Đấy. Và ở đây thì khi mà đợt anh mà làm nhà ấy, sắp hoàn thiện nhà rồi, anh nghe cái tin mà ông bảo là nhà nước làm cho, anh rất là buồn. Đấy, anh lên với lại bản trình lên bao nhiêu ngày tháng rồi thì các bác mới biết đến các em, mới gửi những cái phần tấm lòng vàng đấy cho các em. Đấy, bản điện bàn ấy là lên đọc tương lý nào ấy ra. Đấy, hát khẩu nông tuổi dè nó tương lý chi lên hết phải xuống bạc nghi tiếp sóc chiều tìm bạc thiếp hà thành. Đấy, nên bản điện chia ra lên với cả bộ âm với cả bộ dư chi tiết ạ. Đấy. Nhưng Hải thì nghe anh đọc qua thì em là cái người mà đi học nhiều hơn, thì em có thể gửi một lời chúc tới tất cả các bác, một lời cảm ơn và tới các bác thêm một lần nữa nhé.
Con xin cảm ơn các ông các bà đã gửi tiền lên ba ông cháu làm đường ngôi nhà rất là đẹp. Con chúc tất cả các ông các bà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Em Sử thì một người mà ít học hơn của bác ạ. Đấy, nhưng mà em ấy cũng rất là chăm chỉ và ngoan ngoãn. Em Sử thì các bác này nhìn thấy, nhìn vào cái khuôn mặt thì rất là hiền lành. Đấy, phải nói là các em có một cái duyên tới tất cả mạnh thường quân rất là nhiều. Thì đến thời điểm hiện tại thì mới đến được như ngày hôm nay. Cái Sử thì em cũng được một lần cảm ơn tới các bà nhé. Vâng. Con cảm ơn các ông các bà đã gửi tiền làm nhà. Xúc động quá của bác ạ. Con cảm ơn các ông các bà đã gửi tiền làm nhà cho ba ông cháu. Con chúc các ông các bà thời nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Vậy ông vừa rồi thì có vẻ như là em Sử rất là xúc động, bác ạ, sắp không nói nên lời rồi. Thôi ông thì có vẻ như là không có hiểu tiếng phổ thông đấy, nhưng mà nghe nó được thông qua một lần bằng tiếng đồng rồi thì ông cũng đã biết. Đấy, bây giờ thì có vẻ như khá là tối rồi đây nhỉ. Vâng. Đấy, thì anh em mình tối nay thì anh cũng có mua thêm là một con ngan lên nữa. Đấy, bây giờ thì dê và đây dê bác năm một. Bây giờ thì ông sẽ là người đi đun nước, còn cháu Lực với lại em Hải em Sử thì sẽ là làm một việc thêm một việc nữa nhá. Vâng. Đấy rồi, hai anh em mình đi ra ngoài một chút nhá, anh em mình làm thêm một công việc nữa. Sử ấy chắc em phải lấy ghế à Sử ạ? Trong đây nè. Trong là thế. Trong là phải vào căn nhà thì ra bên ngoài đấy cô bác. Cô bác nhìn thấy là bên ngoài có hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời thì cũng khá là sáng. Bật cái đèn sáng sáng lên một chút. Đấy. Có vẻ như hôm nay khá là tối rồi cô bác ạ. Rất là mong các bác sẽ thông cảm cô bác nhá. Ở phần phía bên ngoài thì cũng có một cái bóng đèn ở bên ngoài nữa. Đấy, ở đây sẽ là cái tấm bảng mà khi mà cháu Lực hoàn thiện cái ngôi nhà nào thì đều có cô bác. Ở đây thì cháu Lực xin phép là đọc qua một chút nữa nhá, cô bác nhá. Tập thể các nhà hảo tâm trên kênh YouTube Bản Em và Hoa Cải Vàng trao tặng ngôi nhà mơ ước của ba ông cháu. Ở đây thì không phải là một mình kênh cháu Lực cả cô bác ạ, gồm có cả kênh Hoa Cải Vàng. Đấy, kênh Hoa Cải Vàng thì cháu Lực cũng đã đọc cho các bác hết, đọc cho các bác rồi, là chuyển cho cháu Lực, là cháu Lực đã nhận được bao nhiêu rồi, và bạn Trình cũng có chi thêm là bao nhiêu, thì các bác có thể là đi vào bên trong của kênh của bạn Hoa Cải Vàng, bạn Trình ấy, các bác có thể là xem và kỹ hơn thì tổng thể là hai kênh nhận được là bao nhiêu các bác nhé. À Sứ ơi, ngan này đấy, bảo ông đun nước thì sẽ thịt tối nay thì sẽ ăn cơm thêm với một con ngan này 3 cân, anh em mình để đây luôn nhỉ, ít thịt ở ngoài luôn nhỉ. Cộng thêm là một chút nấm hương với lại chỉnh chéo nữa. Đấy, nấm hương này là nấm hương mà em Quân là đi lấy về cô bác này, thì cháu Lực cũng lấy lên. Em Quân lấy về là xiên thành từng xiên một để một tí nữa mình xào với lại lòng ngan nhá. Vâng. Thơm không? Có thơm nhỉ. Đấy, và cộng thêm là chẩm chéo này thì là chẩm chéo mà để mà mình làm gia vị chấm thịt gà với lại thịt ngan thì rất là ngon. Em cất vào trong nhà nhá cái này ấy. Rồi thì hai anh em mình vào đây để anh em mình đóng cái biển này cả nhá. Đấy. Đấy, em cầm thêm một cái ghế nhá. À đây có hai ghế thôi. Ôi à. Ôi trời ơi, đau không? Đấy. Xin lỗi nhá. Để cho nó cân này. Cân chưa nhỉ? Này. Trên này đúng không? Đấy. Ok đây đúng không? Thế theo đúng cái vảnh nhá. Đấy, bây giờ thì em đóng vào kia nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Đây này, hai góc này. Đấy đúng không? Ok. Rồi, bên này nữa. Ở đây này, mình đóng ở trên thôi là được rồi. Em cầm đây, để anh cầm nhá. Này, em cầm cho anh nhá.
Đấy. Thế là ok rồi nhỉ? Đấy, cân chưa? Cân rồi. Cân rồi đúng không? Đấy, thế là lại hoàn thiện thêm là một cái ngôi nhà ở trên kênh YouTube bản em nữa rồi cô bác. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy là nghe ra là hôm nay mà phải dùng thêm một tấm vải để mà che nó, xong là bóc ra thì nó nhìn nó ok hơn. Đấy nhưng mà thời lượng thì cũng khá là tối rồi, thì rất là mong các bác sẽ thông cảm với Tuấn Lực. Đấy, bây giờ thì anh em mình đi ngủ ăn nhá. Nước sôi chưa nhỉ? Vào trong nhà thì cũng khá là sáng rồi các bác nhé. Ở đây thì còn chưa bật cái bóng đèn trên này đâu. Nếu bật bóng đèn trên này lại càng sáng hơn. Đấy, nhưng mà tiết kiệm mà một chút thì mình dùng bóng đèn năng lượng mặt trời thôi. Bây giờ thì đang đun nước để mà mủ ngan nước. Làm một tí nước ấm xong là ngâm với lại cái kia là cái nào nhỉ? Cái sử vật đấy đâu nhỉ? Nấm hương ấy. Để trên bàn à? Chuẩn tóc gì ta? Có vẻ như là tối nay là anh sẽ ngâm một lần một chút đấy nhỉ? Đói chưa? Thôi tôi giảm cái gì? Em một chóng. Ồ, thích lắm. Thích lắm thì nấm hương này thì sẽ để mà ngâm qua nước nóng một chút để một tí nữa thái qua để một chút nữa là mình cắt cái cuống đi cô bác ạ. Ở đây thì em Quân mà khi đi lấy cuống này là em ấy chưa cắt cắt ký mấy. Ái ơi, em lấy cho anh ít nước nóng bỏ đây nhá. Ít nước nóng bỏ đây cho nó nở ra đó. Rồi tí mình lấy kéo cắt. Có cái bát tô lấy nước nóng về đi. Đấy. Khi mà các bác đang lấy về thì các bác phải cho qua nước nóng để cho nó nở ra, xong là cắt cái cuống này đi. Phân lươn cả xứ. Vâng. Mấy nước thì trồng gì thế này? Trồng ngô. Trồng ngô à? À. Bây giờ thì chắc là mấy anh em sẽ không có ghi. Tôi sẽ không có ghi hình thêm với cô bác một tí nữa. Khi mà làm xong thì sẽ ghi hình sau. Đấy, cùng nhau là nấu cơm nhé. Các bác đợi một tí xem thành quả hôm nay sẽ có những món gì không anh nhá. Đấy, bây giờ thì cho em Hải là cắt ra một chút ra cuống cái nấm hương ra này cô bác này. Khi mà cô bác lấy về thì cô bác phải cắt qua cái cuống một chút thì ăn nó sẽ không có bị cứng như cô bác. Sạn thì nó không có đâu cô bác ạ, sạn thì đã sạch hết rồi. Được không? Được à? Đấy. Chỗ này thì để mà xào thì cũng khá là nhiều đấy nhỉ. Đấy. Làm cô bác. Chỗ này thì cho được là thu mua lại của em Quân. Đấy, bữa hôm nay thì lên thì cũng có làm thêm tí nấm hương để cho nó thơm. Đấy, bây giờ thì bật một chút cái bóng đèn này lên cho nó sáng hơn. Đấy bây giờ thì đang dùng nguyên cái bóng đèn là năng mặt trời thôi các bác ạ. À. Đó, nhìn bật trong sáng cả ngôi nhà lên. Đấy, Hải thì sẽ là đảm nhiệm vụ là cắt cái nấm hương nhá. Còn bây giờ thì anh sẽ để cùng anh Sử làm ngan cho. Quả đắng lên thì bác chú ơi đây, chú ăn đây. Ngan đã chín chưa? Chưa chín rồi. Chưa chín rồi. Cái này luộc chín à? Này chưa. Nhiều quá. Nhiều quá. Thì cái đàn nữa lại cái lồng nó nó nước săn này sẽ phi cái nấm hương của bác này hôm nay thì khá là nhiều nấm hương. Rồi. Xong rồi nhỉ, bây giờ ấy. Em tí xử luộc nhé, xong anh với Hải đi xuống lấy kiếm thêm một chút cái mà thơm thơm ấy. Rau răm để mà gà rất là ngon. Thank you.
Chị nghe này, chị đi không? Cháu là chị gì ấy? Chị chí thì là chị mình lại không bật không à? Cố ra. Đấy, rồi mình cố lên. Nếu mà để cái này chị chặt đây luôn được anh. Chẳng thế à, chẳng như nó rộng à? Bây giờ bỏ cái này vào đúng không? Rồi được phần lại cho tí nấm hương đi vào là được đấy cô bác ạ. Chín nữa. Chín đấy. Chín à? Chín thì mang lên trên này để lấy lại đi. Chín thì mang trên này. Chín thì mang trên này. Nấm hương thì có lá nó rất là to, có phải nấm hương ấy. Có lá thì nó nhỏ, ở đây thì nó không... Ở đây nó là hoàn toàn là bằng hoàn toàn tự nhiên cho nên là nó sẽ có loại là nó sẽ có lá nhỏ hơn và có lá to hơn. Thì tiếp tục là đóng cơm thêm chút nữa các bạn ạ, tí mới được ăn. Hôm nay thì cũng chẳng có thêm ai nữa cả, có mấy anh em trong nhà thôi. Thịt gà ngan thì nhà em sửa đang chế biến rất là đậm đà rồi các bác. Đấy, kèm theo đó thì bên đây là món nấm hương xào với lòng này. Ở đây thì sẽ có là canh rau cải mèo các bác ạ. Ôi, trơn nhá, thơm nhỉ? Vâng. Cho cái lá này vào thì ăn là rất là thơm các bác ạ. Đấy, bây giờ thì em xử là sẽ xếp ra đấy. Hải đấy, bây giờ là chuẩn bị xếp nhá. Cơm thì nấu chuẩn bị sắp xong rồi nhỉ? Vâng. Ở bên kia còn là Thắng làm nữa à? Vâng. Hôm nay thì có thêm em Thắng em mới ra phụ giúp cùng cháu Lực với lại em Sử nấu cơm nữa. Thêm là một bạn gái nữa. Hôm nay thì có vẻ như là có 4-5 người ăn cơm. Đấy, 4-5 người ăn cơm ăn thì nó sẽ vui hơn đấy các bác. Và trước khi đi ăn cơm thì phải nói là ôn lại cái kỷ niệm một chút các bác. Xong rồi ăn cơm, đang đợi em Thắng. Thắng ơi! Thắng à? Múc xong chưa? Chín chưa? Chín rồi đúng không? Chín chưa? Chín rồi. Múc ra thôi. Phải nói mãi thì phải nói mãi thì mới được ấy. Xong. Cái ông thì vừa ngủ được một giấc hay sao ấy? Nên được chút ấy nhỉ? À, nên là xíu. Đi làm về thì có vẻ như là hơi mệt một chút cô bác. Đấy, bây giờ thì đi vào ăn cơm thôi nhỉ? Vâng. Hai hôm nay thì sẽ gồm đầy đủ món luôn các bác, đầy đủ rau củ quả luôn. Đây vào đây Thắng, vào đây ngồi. Vâng. Đem vào đây. Ừ. Kia đâu ấy? Ăn cơm thôi. Nó vào kia. Đấy, Hải ngồi đây đi. Hải ngồi đây xử cơm đi. Đi bên này. Đấy, Hải ngồi trên bên này tí. Đấy, ngồi trên bên này tí. Nồi cơm để sang bên kia. Đấy. Hôm nay thì sẽ gồm là thịt ngan này cộng với lại nấm hương với lại thêm mà chẩm chéo này thì để mà làm nước chấm thì cũng rất là ok. Ơ cái vừa rồi cái muôi rồi. Cho tí nước vào đây này.
Đấy, rồi. Ôi rồi rồi đấy. Còn đây là rau cải mèo này các bác này, rau cải mèo thì rất là to. Đấy, bây giờ thì ăn cơm đi. Sử dụng cơm đi, lấy cơm cho ông đi. Đúng rồi. Hải đi lấy giấy này, giấy ông nội mua lên đấy. Đấy, bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà và chú anh chị là cùng cháu Lực với lại gia đình của bà cháu ăn cơm các bác nhé. Tháng hôm nay thì đảm nhiệm là món làm gì nhỉ? Chả làm gì đúng không? Còn bạn gái là chuyên gia là sửa rau á. Đây, bát của Hải, bát của ông, đây đầy đủ bát đúng không? Đây bát Hải đấy. Cho nhiều bát, bát của bạn gái kia đâu. Dê thì không đâu chị? Đấy, xin mời tất cả bác ăn cơm với nhá. Cháu Hải thôi, quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Cháu sự mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Đấy, này, ông ơi. Đấy. Cơm đi thanh niên. Làm một tí nấm hương này chấm với lại chấm chéo ăn được như nào ngọt đấy. Ăn chị ăn đi. Sứ. Để hai gắp đi, gắp cho bạn gái cái thắng gắp đi. Ăn ngăn với gà thì phải dùng tay. Đúng rồi. Nào. Gạo đây là gạo năm mới của Sử đúng không? Vâng. Gạo rất là dẻo quá. Rau cải mèo thì rất là to ấy. Thảo có biết nấm lên nấm gì không? Nè. Ừ. Biết rồi, chỉ biết tiếng mông thôi. Biết tiếng mông à? Biết tiếng mông à? Thế tiếng mông là như thế nào? Gì? Gì á? À. Gì là nấm gì? À. Nấm. Chỉ là nấm thôi à? Ừ. Nấm nó có rất là nhiều loại loại nấm được không? Như là nấm hương, là nó ăn nó sẽ thơm. Bây giờ. Mấy em mình tự gắp nhá. Hải, gắp đi. Hải, không nhiều trong Hải. Nhiều gì không? Có vẻ đừng ngại sao ấy. Không ngại cho. Buổi tối trước khi đi ngủ là phải rửa chân nhá. Không mà các bác nhìn thấy các bác là chê ấy, lớn rồi. Ừ, anh tí nữa quên một điều, tí nữa anh em mình ăn xong là cái tủ lạnh kia mình hứa cái mình xốp ra nhá. Sợ nó nóng nó cháy ấy. Nhá. Xin được quên đấy. Vậy bây giờ thì chắc là cả gia đình sẽ cùng ăn cơm nữa các bác. Có vẻ như là vừa ăn vừa ngại thì có vẻ như là ông với lại các thanh niên lại hơi ngại đúng không? Không. Không ngại đâu à? Vâng. Cái thanh niên này muốn lần ăn cơm ăn được bao nhiêu bát? Bốn mặt. Ai già, đẳng cấp bốn mặt. Không phải là. Đơn khỏe. Nhà này có bao nhiêu anh em? Tám. 8 anh em. Ừ. Rồi. Con út chưa? Út nó không về đây. À, con út nó không về à? Út nó ra này. À, từ sau gọi là em nhá, không phải là kêu gọi là nó đấy. Tại vì các em thì hay gọi là bằng nó với lại bằng thằng rất nhiều. Con trai thì cũng gọi, con gái thì cũng gọi bằng thằng. Bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ xin phải dừng cái thức phim này thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã đồng hành cùng cháu Lực. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác.
Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.